cái lần mà xỏ thấy toàn nam không bà? Lần này thấy nữ cũng khá khá. Các bạn sáng, như là nhìn cái mặt rất là sáng, rất là nói thật là tại vì anh đọc công việc tuyển dụng á cũng khá khá, nên chỉ là anh nhìn mặt thấy sáng là thấy có nhiều tiềm năng á. Cái lời khuyên của anh với các bạn thì không có gì nhiều, anh có hai thứ thôi. Thứ nhất là nên làm thật sự, tại vì có hai dạng, dạng làm chơi và làm thiệt. Có thể mở đầu một cuộc thi chỉ là bắt đầu chơi thôi, nhưng mà để đi xa hơn thì là bắt đầu sẽ làm nghiêm túc. Cái thứ hai nữa là anh nghĩ các bạn những cái nhóm nào mà có một người hoặc là hai người thì nên kiếm thêm. Có thể một ý tưởng mình nó có thể chung nhau, mình có thể gom chung được đủ lực á, tại vì để làm được một cái sản phẩm mà đủ tốt thì một hai người làm được cũng không, nhưng mà mức độ hoàn thiện nó sẽ không thực sự là tốt lắm, và cái quy mô của nó cũng không đủ tốt để thị trường nó đón nhận.